Cái gì? Thủy Lai chết rồi. Thủy Lai, Thủy Lai, Quỳnh sao rồi? Quỳnh có biết không, ngày hôm nay ta đã đi tìm Tái Hoa Đà. Ông ấy đã đồng ý, đã đồng ý giúp Quỳnh trị bệnh. Quỳnh sẽ nhanh chóng chữa khỏi bệnh thôi. Quỳnh sẽ không còn lo gì nữa. Quỳnh sẽ nhanh chóng được chữa khỏi bệnh thôi. Quỳnh có biết không, Thủy Lai? Thủy Lai, Quỳnh sao rồi? Tại sao Quỳnh không chịu nói chuyện với ta? Quỳnh ngủ rồi à? Quỳnh đã ngủ rồi sao? Quỳnh không cần ta nữa à? Thủy Lai, Thủy Lai, Thủy Lai, Quỳnh tỉnh dậy đi. Không phải chúng ta đã hẹn nhau cùng đi chơi sao? Thanh chủ. Người đâu? Họ Thanh chủ, chưa tìm được Tái Hoa Đà. Chưa tìm được mà dám gì để gặp ta sao? Thuộc hạ đã cho phái tất cả mọi người tìm kiếm trong cả ngoài thành, nhưng mà vẫn chưa tìm được hắn. Bằng Nhi, liệu có đưa Tái Hoa Đà về đây trị bệnh cho Thủy Lai hay là không? Thật ra lời của ta nói thật hay là giả? Đi, cùng ta đến phòng của Bằng Nhi. Dạ. Thủy Lai huynh có biết không, ta luôn hy vọng chúng ta có thể tới một nơi không có ai khác, chỉ có huynh, chỉ có ta. Mỗi ngày ta nấu nước, giặt quần áo cho huynh, cùng huynh ngắm mặt trời lên xuống núi. Hồng Nhi, Hồng Nhi, con làm gì vậy? Nhìn cô kìa, không ra thì thống gì hết. Rõ ràng cho cứu được huynh ấy, vậy tại sao không cứu? Thủy Lai chết rồi, cha phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Còn nói gì vậy? Người cũng đã chết rồi. Trong Lăng Kiếm Thành có không ít người chết, con lại bỏ mặc hết mọi chuyện Lăng Kiếm Thành chỉ vì một kẻ hạ nhân này? Quỳnh ấy không phải hạ nhân. Vậy tôi còn hắn là gì? Quỳnh ấy là bạn của con. Bạn con à? Bạn bè cái gì chứ? Bạn bè cũng có thể đem đi bán, nếu không sẽ có ngày bị bạn bè bán đứng. Trách nhiệm bây giờ của con là phải luyện kiếm thật tốt, Lăng Kiếm Thành của chúng ta mới có được thu nhập. Có được thu nhập mới có thể đúc thành công Lăng Xương Kiếm. Như vậy thiên hạ sẽ là của kiếm gia chúng ta. Còn có gì khác quan trọng hơn nữa chứ? Có được thiên hạ nhưng lại đánh mất bản thân, cha cảm thấy quan trọng sao? Long Kiếm Sứ. Dạ. Mau đưa Thủy Lai ra ngoài cho ta. Dạ. Hồng Nhi, ai dám qua đây? Ta thấy mạng với người đó. Con không hiểu sứ mệnh của con cháu kiếm gia. Nếu như con vẫn tiếp tục chấp mê bất cẩu như vậy thì không có tư cách gì để làm người của kiếm gia nữa. Con cũng không ham làm người của kiếm gia. Thank you.
hãy đồng ý với con chuyện này. Con nói đi. Hãy chôn Thủy Lai ở Tỏa Long Sơn. Cái gì? Tỏa Long Sơn là thánh địa để chôn cất người của Kiếm gia, sao có thể chôn người ngoài ở đó chứ? Cha có đồng ý không? Được, cha đồng ý. Nhưng từ nay trở về sau, con hãy quên Thủy Lai đi. Sứ mệnh của con nằm ở Lăng Sơn Cung, con phải nhớ rõ điều này. Con muốn đi đến đâu? Chắc là ở gần đây thôi, hãy đi theo tôi. Mọi người tạm thời ở đây đợi tôi. Sau khi 20 canh giờ đã qua đi, tôi sẽ trở lại đón hai người đi giải khai thất kinh bắt mạch của Tàng Phong. Nè, nơi này là chỗ nào vậy? Đây là thánh địa của Lăng Kiếm Thành, người bình thường không được phép vào trong này, cho nên họ tuyệt đối sẽ không tìm được các người. Tôi thấy chỗ này quả thật nguy hiểm đó. Nè, đừng có đi lung tung. Bản đồ trong tay tôi chỉ dẫn tới chỗ này thôi, những con đường khác tôi không biết gì. Nếu như đi lạc đường hay là hai người gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì chỉ mang lại thêm phiền phức mà thôi. Thánh địa, tôi thấy chỗ này cũng bình thường thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Chúng ta không thông thạo được đi ở đây, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Vậy tôi về thành trước đi, mọi người nhớ phải cẩn thận. Đã tạ ngọc cô nương. Được. Bằng Nhi, nàng đến thật đúng lúc. Nàng hãy cùng Hồng Nhi đưa Thủy Lai đi đi. Cái gì? Đưa Thủy Lai đi đâu? Đúng vậy, Thủy Lai chết rồi, chúng ta phải đưa hắn đến Tỏa Long Sơn để mai táng. Không, Thủy Lai vẫn chưa chết. Hắn đã không còn chút hơi thở, tứ chi cứng đờ, sao lại có thể chưa chết được? Đó là vì Tái Qua Đà dùng phong quyệt đại pháp giúp huynh ấy rơi vào trạng thái giả chết. Sau đó quá giải nội lực, đợi sau khi 20 canh giờ qua đi, huynh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Cô nói gì vậy? Có thật không? Tái Qua Đà đã cứu Thủy Lai à? Đúng là như vậy. Trong thiên hạ sao lại có chuyện này? Người đã chết 20 canh giờ rồi còn sống lại được sao? Tái Qua Đà dù có là thiên hạ đệ nhất thần y, nhưng mà lần này xem ra hắn đã khoác lác thái quá rồi. Thành chủ, nếu người không tin lời của thiếp, có thể đợi đến tối ngày hôm nay coi Thủy Lai có tỉnh lại được hay không. Nhưng nói tóm lại, không thể đưa hắn ta đi đâu hết. Hình như nàng rất quan tâm đến hắn. Thành chủ, thiếp đã từng nói những việc mà thiếp làm đều là vì Lăng Kiếm Thành. Ồ, nếu như vẫn không thấy hắn tỉnh lại, như vậy ta có thể hoài nghi nàng từ đầu đến cuối đều chỉ nói dối mà thôi. Chết rồi, nếu như Thái Qua Đà trở lại giải khai quyệt đạo bị phong bế cho Tàn Phong, nhất định sẽ bị Kiếm Tôn bắt được. Kiếm Tôn chắc chắn sẽ không để Thái Qua Đà cứu mạng của Tàn Phong. Nhưng mà nếu như Thái Qua Đà không trở lại, Tàn Phong sẽ chết chắc. Nàng sao vậy? Thiếp không nói dối. Có thể là Tái Qua Đà thật sự không được việc, cho nên không cứu được Thủy Lai. Được. Người đâu? Dạ. Truyền lệnh xuống dưới, đúng giờ xuất phát, sau đó tiến hành hậu táng cho Thủy Lai. Tuân lệnh. Đây.
Ngươi muốn đi truyền tin tức cho thành chủ sao? Nô tỳ chỉ đi ngang qua đây, nô tỳ không thấy gì hết. Ngươi qua đây. Bác cô nương tha mạng, bác cô nương tha mạng. Nô tỳ chỉ là phụng mệnh hành sự. Ngươi yên tâm, ta hứa sẽ không làm gì ngươi hết. Ta chỉ muốn ngươi ngất đi một lát mà thôi. Là ngươi giết cô ta? Nếu không làm như vậy, Kiếm Tôn sẽ giết cô. Ta không muốn cô phải chết đâu. Ngươi điên rồi sao? Cô ta được Kiếm Tôn phái đến giám sát ta. Bây giờ ngươi giết cô ta rồi, ta biết ăn nói thế nào với hắn đi. Hắn sẽ cho rằng ta đã ra tay. Cô ngốc quá. Chuyện của cô Kiếm Tôn đã biết từ lâu rồi. Nhưng chỉ là hắn vẫn chưa biết cô được ai phái tới. Hắn cố tình để cô tìm Tái Hoa Đà về Lăng Kiếm Thành. Nhưng không ngờ cô lại lừa hắn, khiến hắn mất công sức một phen. Nên hắn mới phải dùng chiêu tang lễ để dụ Tái Hoa Đà phải xuất hiện. Tại sao chuyện gì ngươi cũng biết vậy? Đây gọi là người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn. Ngươi có muốn giúp đỡ ta không? Chỉ cần mỹ nhân lên tiếng, ta nhất định giúp. Được, nhờ ngươi đem qua Ngọc Nô đi chôn giùm ta. Còn về chuyện này không được để Kiếm Tôn hay biết có được không? Tuân lệnh. Ta lại muốn để cho Kiếm Tôn biết chuyện. Cứ để các ngươi gây chuyện như vậy, đại sự của Lăng Xương Kiếm sẽ kéo dài tới bao giờ? Không xong rồi, không xong rồi. Chuyện gì vậy? Bọn họ đến rồi sao? Không phải, Kiếm Tôn cho rằng Tàng Phong đã chết, nên tối nay sẽ chuẩn bị đưa quân ấy qua đây, rồi sau đó tiến hành mai táng. Sao có thể như vậy? Lần này chữa lợn lành thành què rồi. Tiêu rồi. Đúng là tính không bằng trời tính. Tái tiền bối, chúng ta phải làm sao đây? Tuy rằng Ngọc cô nương có nói Kiếm Tôn chuẩn bị chôn cất Tàng Phong nơi này, chúng ta đành phải chỉ còn cách đợi Tàng Phong được chôn xong rồi sẽ tìm cách cứu người sau. Đây là biện pháp cuối cùng. Con cảm thấy có khi nào đây là quỷ kế của Kiếm Tôn không? Mục đích thật sự của hắn ta là dẫn dụ chúng ta ra ngoài. Có khả năng. Nhưng chuyện đã đến nước này, chúng ta đành phải nước nào tới nước đó. Ai? Thiếu chủ. Thiếu chủ? Cô nói hắn là thiếu chủ của Lăng Kiếm Thành. Các người thật ra là bằng hữu của Thủy Lai hay là kẻ thù? Bọn họ cho tôi mời đến trị bệnh cho Thủy Lai. Vị đó là Tái Qua Đà, người kia là Tiêu Giao Lan. À, chúng ta gặp nhau rồi. Vị thiếu chủ này đã từng đến chỗ ta cầu xin, muốn ta chữa trị cho một bệnh nhân. Hả? Vị bệnh nhân đó chính là Tàng Phong đúng không? Tàng Phong? Tàng Phong chính là tên thật của Thủy Lai. Tàng Phong chính là Thủy Lai. Quá ra hai người quen biết nhau à? Chẳng trách. Ta thấy thái độ của cô đối với huynh ấy rất tốt. Cô quan hệ thế nào với huynh ấy? Cũng giống như ngươi, ta là bạn của huynh ấy. Không đơn giản như vậy chứ. Nếu như cô đã quen biết Thủy Lai từ trước, vậy tại sao không nhận huynh ấy? Cô đến Lăng Kiếm Thành này thật ra là có mục đích gì? Thiếu chủ, Tàng Phong hiện giờ mất đi ký ức, huynh ấy có nhận ra được tôi hay không? Hơn nữa mối quan hệ với tôi và cha cậu, nếu như tôi nhìn nhận huynh ấy, chỉ khiến cho huynh ấy càng gặp nguy hiểm mà thôi. Tái tiền bối, tôi không mời được ông. Băng cô nương mời thì ông chịu tới đây. Xem ra ông cũng quen biết Thủy Lai và băng cô nương. Băng cô nương? Hay là cô ta vốn cũng không phải tên là băng cô nương, đúng không? À, được rồi, được rồi. Bây giờ đừng nói chuyện này nữa. À, quan trọng nhất là làm sao cứu được Tàng Phong ra khỏi đây. Thiếu chủ, người có biện pháp cứu Tàng Phong ra ngoài không? Tại sao vậy? Bởi vì Tàng Phong vẫn chưa chết. Cậu ta chỉ bị tôi tạm thời bế khí. Nếu thực sự đem đi chôn, như vậy mới là chết chắc đó. Quả nhiên, lúc nãy băng cô nương ở trước mặt cha ta nói rằng Thủy Lai chưa chết, ta cảm thấy thật kỳ lạ. Bây giờ gặp được mọi người rồi, ta đã hiểu rõ mọi chuyện. Ngươi là thiếu chủ của Lăng Kiếm Thành, ngươi nhất định có biện pháp. Chỉ cần đưa được Tàng Phong ra ngoài, nói không chừng vẫn cứu được Tàng Phong. Bây giờ không kịp nữa rồi. Tứ đại kiếm sứ đang tiến hành pháp sự cho Thủy Lai, sau khi làm xong sẽ đưa quân ấy tới đây. Hay là như vậy, mọi người hãy cùng tôi trở về,
tôi sẽ bẩm báo mọi chuyện với cha tôi. Không, nhất định không được. Tại sao chứ? Cha cậu đang gấp rút truy bắt Tái Qua Đà tiền bối. Hơn nữa chúng tôi đang hoài nghi những chuyện này đều là âm mưu của cha cậu. Nếu như bây giờ trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Như vậy không phải Tàng Phong sẽ mất mạng sao? Tại sao cha tôi lại muốn bắt Tái tiền bối? Chẳng lẽ là gì? Cửu Long Thành. Thiếu chủ, cậu muốn Tàng Phong được sống hay là muốn dùng Cửu Long Thạch luyện Lăng Sương Kiếm? Bây giờ chỉ được chọn một trong hai. Tất nhiên là tôi muốn Thủy Lai được sống. Vậy được, chúng tôi đã nghĩ ra một biện pháp, nhưng mà cần cậu phối hợp. Phối hợp thế nào? Chúng tôi dự định cùng đến Tỏa Long Sơn để cứu sống Tàng Phong. Không không không, nhất định không được. Tại sao vậy? Có gì không đúng sao? Tỏa Long Sơn là thánh địa của Lăng Kiếm Thành. Nói thánh địa nhưng thật ra chính là cấm địa. Tỏa Long Sơn là mỏ sắt của Lăng Kiếm Thành. Mỏ sắc của nó có thể tạo thành thanh kiếm tốt nhất thiên hạ, như Cửu Tuyền Kiếm, Thiên Minh Kiếm cùng Liệt Quyết Kiếm sau này. Sắc trong mỏ đó càng luyện càng tốt, kỹ thuật của Lăng Kiếm Thành cũng càng lúc càng cao, cho nên ở trên giang hồ cũng giành được một vị trí nhất định. Những chuyện này ta cũng nghe nói. Đáng tiếc người đời trước đã quá tham lam, vì muốn đạt được Lăng Sinh Kiếm cuối cùng đã đào đứt long mạch trong truyền thuyết. Nghe nói những người đi vào long mạch trước giờ chưa từng có ai sống sót trở ra. Tiến lên phía trước chính là lăng tẩm của Kiếm gia, cũng chính là long mạch. Nếu như lúc đó làm kinh động đến thánh thú, e là chúng ta cũng không có cách gì toàn mạng trở ra. Phát hiện bị giết lúc nào vậy? Có lẽ bị giết cách đây khoảng một canh giờ. Có khi nào Quan Ngọc Nô đã phát hiện ra bí mật gì của Băng Cô Nương cho nên mới bị diệt khẩu? Không. Nhìn vết thương này đi. Đây là vết thương do binh khí. Hung thủ chắc chắn là kẻ khác. Nhưng mà Băng Nhi cũng không thể không liên can. Vậy tại sao thành chủ không bắt Băng Cô Nương rồi trực tiếp tra khảo mọi việc cho nhanh? Không có chứng cứ đừng nên đả thảo kinh xà. Long Kiếm Sứ. Dạ. Mau đem Quan Ngọc Đô đi chôn cất đi. Dạ. Còn nữa, cũng nên xuất phát đến Tỏa Long Sơn thôi. Tuân lệnh. Thiếu chủ, Băng Cô Nương, những việc còn lại để chúng tôi lo liệu. Đi thôi. Chúng ta đi. Chạy. Chạy đi. Rốt cuộc Tàng Phong đang ở đâu vậy? Còn có nghe thấy âm thanh gì không? Hình như là không. Qua hướng này, nhanh lên. Nào, chúng ta mau đi tìm Tàng Phong. Cô muốn làm gì?
Ta chỉ muốn mượn Tái Hòa Đà một món đồ mà thôi. Không có chứng cứ, đừng nên đả thảo kinh xà. Cửu Long Thạch chính là thứ khiến người ta tranh giành, ai ai cũng muốn có được nó. Có thể mang thứ đó ra đây để ta ngắm một chút không? Sư thúc, mà kệ con đi, cứu Tàng Phong trước. À, là món đồ gì? Ta là ai? Ta nghĩ thiếu chủ của Lăng Kiếm Thành có thể trả lời câu hỏi này. Chính hắn đã mời ta đến Lăng Kiếm Thành. Quá trời, người phái người giết ta. Nếu đúng thì đã sao? Người mê hoặc cha ta, còn muốn trở thành thành chủ phu nhân. Làm sao ta biết được sau lưng cha ta cô đã âm mưu những gì? Cho nên ta chỉ có thể đề phòng cô thôi. Người có chứng cứ không? Nếu muốn giết người không cần có chứng cứ. Ta vì Thủy Lai nên chắc chắn phải giết cô. Nè, đánh cãi gì đó? Im miệng, người hãy mau thả quân ấy ra. Thả hắn ra hả? Tiểu tử này làm hỏng chuyện tốt của ta, ta hận không thể giết chết hắn. Hôm nay hắn rơi vào tay ta, ta không thể không cho hắn biết được sự lợi hại của ta. Muốn giết cứ giết, sao phải nhiều lời như vậy? Ta giết người dĩ nhiên rất là vui vẻ, chỉ sợ có người không đành lòng. Tái Hòa Đà, ông mau giao nó ra đây. Thương Điệu bảo các người đã thu tiền của ta nhưng lại không tuân theo quy tắc giang hồ để làm gì? Ngươi không sợ ta báo cáo chuyện này cho Bạch Diêm La sao? Để ngươi không còn đường trốn thoát à? Chỉ cần ta có được Cửu Long Thạch cũng đủ chấp 10 cái mạng, có gì phải sợ chứ? Tái tiền bối, không có Cửu Long Thạch chắc chắn sẽ không cứu được Tàn Phong. Thủy Lai, sư thúc, ngươi còn chần chờ gì? Nếu ngươi giết ta, ông ấy sẽ thay ta báo thù. Tái tiền bối nhất định phải cứu Tàn Phong, không thể để huynh ấy chết. Ta đếm tới 3, nếu ông không giao Cửu Long Thạch ra thì đừng có trách ta ra tay độc ác. 1. Hai. Ta nghĩ nơi đây chính là lăng tẩm của kiếm gia nhà ta. Thủy Lai ở bên kia. Bắt giữ chúng nó. Mau để hắn ngồi dậy, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Tàng Thủy Lai, đi thôi.
hiện về Tàng Phong thế nào rồi? Thật không ngờ thủy quả linh dịch của quả phùng hoàng có thể tương thông với huyết dịch của con người. Nó không chỉ có thể tiêu trừ độc huyết mà còn có thể đã thông hai mạch nhậm đốc. Cho nên Tàng Phong không những không bị tẩu quả nhập ma, ngược lại nỗ lực càng gia tăng. Trong quả có phúc, đây là ý trời. Vậy tại sao tới giờ quả nãy vẫn chưa tỉnh lại? Người bình thường không thể nào tiếp nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy, nên mới xuất hiện hiện tượng hôn mê tạm thời. Vậy Quỳnh ấy có thể hồi phục lại ký ức không? Ta cũng không biết. Có thể có, cũng có thể không. Nội lực vô cao cường cũng không thể nào ảnh hưởng đến tâm trí. Hơn nữa, chuyện này ta cũng không làm gì được. Ta thấy hay là cứ để Thủy Lai ở lại chỗ của ta. Không được, vì Quỳnh ấy vốn không phải là Thủy Lai. Hơn nữa để Quỳnh ấy ở đó chỉ càng thêm nguy hiểm. Chi bằng hãy để Thái Tiền Bối đưa Quỳnh ấy đi. Nói không chừng Quỳnh ấy không muốn về. Thiếu chủ, lần trước khi mua chuột sát thủ để hắn tìm đến đây giết ta, ta đều có thể không tính toán với ngươi. Nhưng mà về chuyện này, ngươi nhất định phải nghe theo lời của ta. Ngươi hãy thả Tàng Phong đi. Vấn đề không phải do ta. Nếu như Thủy Lai muốn ở chung với ta thì ta không thể nào từ chối được. Tàng Phong ở chung với ngươi để làm gì? Ngươi thích Tàng Phong hả? Ta sao có thể như vậy chứ? Ta là nam nhi mà, sao ta có thể thích huynh ấy được? Tàng Phong tỉnh rồi. Thủy Lai, Thủy Lai, Tàng Phong, Tàng Phong. Họ là ai vậy? Bọn họ tới đây để chữa bệnh cho huynh á. Chữa bệnh cho ta? Tàng Phong, chẳng lẽ huynh không nhận ra bọn ta nữa sao? Tàng Phong, ai là Tàng Phong? Tại sao tôi không có ấn tượng nào với các người vậy? Tàng Phong, bây giờ người đã mất đi ký ức, cho nên ngươi mới không nhận ra bọn ta. Bọn ta phải đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, phục hồi trí nhớ của ngươi. Trở về? Về đâu? Bàn Long Thành. Bàn Long Thành hả? À, nếu như Lưu Y biết ngươi vẫn chưa chết, cô ấy nhất định sẽ rất vui mừng. Lưu Y? Lưu Y là ai hả? Lưu Y là vị hôn thê của ngươi. Ta có vị hôn thê? Vị hôn thê của ta tên Lưu Y. Bây giờ cô đang ở đâu? Cũng không biết bây giờ cô ấy đã đi đâu. Nếu như tìm được cô ấy thì tốt rồi. Đúng đó Tàng Phong, nếu như huynh hồi phục được trí nhớ cùng chúng tôi trở về, như vậy việc tìm Louis sẽ thuận lợi hơn. Chúng tôi hứa sẽ giúp hai người tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Chuyện này đúng là đại hỷ sự đó. Đúng 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 đúng. Kim Hùng, như là họ nói có thật hay không? Ta không quen biết họ. Bọn họ có thể là bạn bè ân nhân của huynh. Bọn họ sẽ đưa huynh đi đến nơi bảo đảm an toàn, hay là đẩy huynh vào nguy hiểm? Chuyện này ta cũng không rõ. Ngươi thật là, rõ ràng chúng ta đã cứu hắn, còn giả nữa sao? Hôm nay chúng ta đã cùng nhau giàu sinh ra tử, tại sao ngươi có thể nói ra những lời này? Thiếu chủ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta nói rồi, ta muốn giữ Thủy Lai ở lại bên cạnh ta. Thủy Lai, chuyện đi hay ở tự huynh quyết định. Nói thật thì ta thật sự rất hy vọng huynh có thể tìm lại ký ức. Cũng hy vọng huynh có thể cùng người mình yêu Bách Niên Nha Lão. Nhưng mà những người này lai lịch bất minh, bọn họ muốn giở trò gì với huynh? Có thật sự đưa huynh trở về nơi an toàn hay không? Những chuyện này ta không dám chắc. Tàng Phong à, Lan Kiếm Thành này không phải chỗ của ngươi ở lại. Hay là cùng ta trở về đi. Nếu có thể phục hồi ký ức, như vậy là rất tốt. Kỳ thực tôi ở đâu cũng vậy thôi. Tôi vừa mua lại Lăng Kim Thành. Tôi từng hứa với Kiếm Hùng sẽ vĩnh viễn bên cạnh Quỳnh ấy. Tàng Phong, Lưu Ý đang đợi ngươi đi tìm cô ấy đó. Tái tiền bối, nếu như mọi người có tìm được Lưu Ý cô nương đó, hãy đưa cô tới đây. Nếu cô ấy và Thủy Lai có tình cảm sâu sắc, ta nghĩ chắc chắn cô sẽ giúp Thủy Lai phục hồi trí nhớ. Ông thiếu chủ, hôm nay mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, Tàng Phong nhất định sẽ ra đi cùng bọn ta. Ông dám? Tiền Giao Lan, đưa Tàng Phong đi. Dạ. Phùng Minh bá chủ, mời Tái Qua Đà cùng chúng tôi về thành. Tôi xin lỗi, thành chủ nó muốn gặp mặt các người. Tôi khuyên mọi người đừng nên chống cự, cùng tôi trở về đi. Chỉ cần các người không dẫn Thủy Lai đi, ta ở trước mặt cha ta sẽ cầu xin cho các người. Được lắm, Tàng Phong vừa được cứu, các ngươi đều lập tức trở mặt phủ tay. Tiền Giao Lan, ra tay. Hứ.
Bá Dương Nguyên. Để cho hắn chạy thoát rồi, ta nuôi các ngươi có tác dụng gì? Xin thầy chủ giáng tội. Đừng cho rằng ta không giết được các ngươi. Cha, tứ đại kiếm sứ đã cố gắng hết sức rồi. Hùng Nhi, đâu phải con không biết rằng Cửu Long Thạch đối với Lăng Sư Kiếm của chúng ta quan trọng đến mức nào? Đó là kiếm hồn của Lăng Sư Kiếm, bọn họ để lại cho Tái Hoa Đà mang nó đi mất. Cha hỏi con là Thủy Lai quan trọng hơn hay là Lăng Sư Kiếm của chúng ta quan trọng hơn? Còn nàng nữa, dạo này nàng tại sao đi chung với bọn Tái Hoa Đà? Có phải đang có chuyện gì muốn qua mặt ta không? Thành chủ, sau khi thiếp cùng với thiếu chủ đi đến Tỏa Long Sơn, thiếp phát hiện ra Tái Hoa Đà. Thiếp liền nhớ lại lời của thành chủ nên đã khuyên hắn cùng trở về Lăng Kiếm Thành. Lúc đó tứ đại kiếm sứ cũng đang ở đó. Có thật như vậy không? Hồi thành chủ, quả thật băng cô nương có nói ra những lời này. Vì ta đã trách lầm ngươi, đứng dậy đi. Ta thành chủ. Cha, cô ta nói dối. Hả? Thật ra cô ta quen biết Tái Hoa Đà. Chuyện này ta cũng đã biết rồi. Còn nữa, còn chuyện gì nữa không tiện nói đâu phải không? Băng cô nương cũng chỉ là có ý tốt mời Tái Hoa Đà đến đây chữa bệnh cho Thủy Lai. Cô nên nể mặt cô ấy một chút, đừng tỏ ra đối nghịch như vậy, có biết chưa? Dạ. Ta nghe nói Thủy Lai vẫn còn sống, hai người mau dẫn ta đi gặp hắn. Còn nữa, thật ra đã xảy ra chuyện gì trong Tỏa Long Sơn? Trên đường đi hai người kể hết cho ta nghe đi. Sư thúc, người nói coi, cái tên thiếu chủ của Lạc Kim Thành à, ban đầu lúc hắn cầu xin ta thái độ rất thành khẩn, ta còn tưởng hắn là người đàng hoàng tử tế. Ta không ngờ đến thời khắc quyết định hắn lại quá tư lợi. Cũng may nhờ có con dùng Bá Dương Quyền, chúng ta mới được tàn mạng trở về. Sư thúc, cũng may người đã cứu được Tàn Phong, chuyến đi này dù sao cũng không bỏ công vô ích. Chỉ tiếc là Tàn Phong đã hoàn toàn đánh mất đi ký ức, đến Lưu Y là ai hắn cũng không nhớ. Vậy chúng ta có nên cùng nhau nghĩ cách giúp Tàn Phong hồi phục ký ức không? Phải, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà chuyện này ta không giúp được gì rồi. Sư thúc, hiện giờ Tàn Phong đang ở trong Lăng Kiếm Thành, sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Chúng ta có cần trở lại cứu hắn không? Không, Tàn Phong sẽ không gặp nguy hiểm. Ngược lại, người sắp lâm nguy là chúng ta. Còn xem, bây giờ đã rõ rồi, thứ kiếm tôn cần chính là Cửu Long Thạch, dù thế nào cũng không để nó rơi vào tay hắn. Kỳ quái, tại sao ngay cả kiếm tôn cũng muốn tranh giành Cửu Long Thạch vậy? Ta nghĩ có thể việc này liên quan đến Lăng Xương Kiếm. Lăng Xương Kiếm? Sư thúc, Lăng Xương Kiếm này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt? Tại sao tất cả mọi người trong thiên hạ đều muốn chiếm nó vậy? Lăng Xương Kiếm, kiếm khí Lăng Xương, tiên khí Lăng Nhân. Có người nói nó là một thanh kiếm tiên, có nó quy lực dạng người cũng không địch lại. Người sở hữu nó có thể dựa vào tiên khí của nó trường sinh bất lão. Nhưng mà ta cảm thấy đây là một thanh kiếm ma, nếu như rơi vào tay kẻ có tâm địa bất chính, thiên hạ sẽ có một trận đại loạn. Thực sự lợi hại như vậy sao? Còn thấy đây chỉ là lời đồn đại trong giang hồ thôi. Không, Lăng Xương Kiếm từng xuất hiện thật sự. Tương truyền 500 năm trước, Ấn Thuận Thiên Đại Tướng Quân đã sở hữu thanh Lăng Xương Kiếm này, nhưng mà sau đó không thấy tập tích gì nữa. Vậy cũng tức là nếu đã có người tạo ra thanh thứ nhất, cũng sẽ có người làm được thanh thứ hai. Xem ra gã kiếm tôn này đã có dự định như vậy rồi. Quá trình đúc Lăng Xương Kiếm rất phức tạp, gồm nhiều mắt xích, không đơn giản chút nào đâu. Ta nghĩ kiếm tôn đúc đến chết cũng không được. Hơn nữa, kiếm tôn không có con trai, không chừng mọi công sức cố gắng đều đổ sông đổ biển. Không có con trai? Vậy còn gã kiếm hùng không phải là con ruột của hắn sao? Người đó không phải là nam nhân, nữ cải nam trang. Nữ cải nam trang? Hắn là nữ nhi. Trong lúc ta bắt mạch để trị bệnh cho hắn, ta đã biết rồi. Lúc đầu ta nghĩ có thể để cô ta đi lại thuận tiện hơn, cho nên mới cải nam trang như vậy. Thật không ngờ cô ta ở Lăng Kiếp Thành được ăn mặc như vậy.
có điều ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nếu vậy cô ta giữ Tàng Phong ở lại nhất định là có dụng ý khác rồi. Được rồi, đừng để ý chuyện đó ha. Lúc vừa đến đây ta nhìn thấy phía trước có một thôn trang, chúng ta mau đến đó để thuê phòng đi. Ừ. Cha vừa làm gì vậy? Con yên tâm, cha chỉ muốn giải khai huyệt đạo của hắn thôi. Con nói là Quả Phương Hoàng đã giúp hắn giành lại mạng sống à? Đúng vậy. Quả Phương Hoàng luôn ở trong Tỏa Long Sơn, bảo hộ lăng tẩm cũng như thánh địa cho kiếm gia nhà chúng ta. Người bình thường nếu như vào đó chắc chắn chỉ có một con đường chết. Không ngờ âm dương khác biệt lại cứu được Thủy Lai. Chẳng lẽ là gì? Chẳng lẽ Thủy Lai là thiên mệnh chi nhân, được phái đến giúp ta tạo thành Lăng Sương Kiếm? Thủy Lai, bây giờ huynh cảm thấy thế nào rồi? Kim Hùng, hình như ta đã khỏe lại. Huynh còn thấy đau đầu nữa không? Bây giờ ta cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, không hề đau đớn. Thật sao? Tốt quá rồi. Thủy Lai, ta nghe Hùng Nhi nói thánh thú truyền nội lực cho ngươi. Đây đúng là cơ duyên ngàn năm mới gặp được một lần. Ngươi lại may mắn gặp được phúc phận này. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Thủy Lai, ta phong ngươi làm đốc kiếm sứ của Lăng Kiếm Thành chúng ta. Ngươi sẽ giúp Hùng Nhi cùng đúc kiếm. Ngươi có nhận lời hay không? Thủy Lai, huynh mau cảm tạ cha đi. Nhưng mà thành chủ, thiếp thấy Thủy Lai không hề hiểu nghề đúc kiếm. Hay là hãy để cho hắn xuất thành đi. Chuyện này ta đã quyết định như vậy rồi. Thủy Lai, ngươi không được để ta và Hồng Nhi thất vọng. Dạ thành chủ. Kim Hùng, huynh sao vậy? Hình như trên đường đi huynh có chuyện gì đó không vui. Sao lại không vui được? Ta cùng huynh được ở bên nhau, ta cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Vậy rốt cuộc huynh làm sao vậy? Thủy Lai, huynh có thích ta không? Đương nhiên là thích rồi. Vậy nếu như ta là nữ nhi thì sao? Làm sao huynh có thể là nữ nhi được? Ta nói nếu như mà. Ta hỏi huynh nếu như ta là một cô nương thì sao? Nếu huynh là một nữ nhi thì Kim Hùng à, bất luận huynh là nam hay nữ, ta cũng đều yêu mến huynh. Nếu như huynh là nam nhân, chúng ta sẽ là huynh đệ suốt đời này. Nếu huynh là một nữ nhi, ta sẽ trân trọng huynh cả đời. Nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Sao huynh có thể là nữ nhi được chứ? Kỳ huynh, hôm nay rốt cuộc huynh bị làm sao vậy? Tại sao lại hỏi nhiều câu ngốc nghếch như vậy? Thủy Lai, lẽ nào huynh không hề cảm thấy, không hề cảm thấy gì sao? Huynh không nói với ta, làm sao ta có thể biết được cái gì? Kim Hùng, nếu có chuyện gì huynh cứ nói cho ta biết. Huynh tốt với ta như vậy, ta nhất định sẽ vì huynh, dù dầu sâu lưu bổng cũng không từ. Không đâu, huynh không cần vì ta giàu sinh ra tử. Thủy Lai, huynh có biết chỗ này vì sao gọi là Liễu Tử Hồ không? Ta cũng đang định hỏi huynh điều này. Huynh nhìn chỗ này mà xem, đến một cây liễu cũng không có, ta sao gọi là Liễu Tử Hồ? Ngày trước có một vị tiểu cô nương rất xinh đẹp tên là Liễu Tử. Cô ấy đã từng tới đây ước nguyện, nếu có người có thể tìm được ngọc trâm cô ấy đã đánh mất thì sẽ lấy thân đền đáp. Nếu như vậy, ngọc trâm này
rất quan trọng đối với cổ. Ngọc Trâm, có rất nhiều nam nhân đến tranh giành nhưng không tìm được gì cả. Cuối cùng đến một ngày, có một nam nhân đã tìm được cây ngọc trâm đó nhưng lại bị chết đuối. Không ngờ Liễu Tử vẫn giữ lời thề đã kết hôn cùng người đó, về sau quyết không tái giá. Người đời vì tưởng nhớ người con gái đó nên gọi nơi đây là Liễu Tử Hồ. Câu chuyện rất thú vị. Cái gì vậy? Ta thật sự rất ngưỡng mộ nam nhân đã vì cổ mà chết.